Nhà cổ Tinh Phúc xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay thì shop em lên sóng hai cây đàn model S770 và S950. S950 nguyên siêu một chủ từ mới. Đó. Đàn còn đẹp xuất sắc luôn, đó, siêu màn hình chưa bóc. Đó. Cả hai em thì đẹp, em 950 thì đẹp 98%. Đó. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho quý anh chị nha. Đó, đàn cực kỳ đẹp luôn, đó. Rồi. Cực kỳ đẹp. Có hơi chút xíu dạn chỉ thì cái này không đáng kể nhá quý anh chị nhá. Đàn rất là đẹp, đàn cũng nguyên bụi, em chưa qua vùng vệ sinh đấy. Rồi. Tiếp theo là S770 này, S770 thì cũng dạn nhẹ. Đó, cũng không ảnh hưởng, không vấn đề gì cả. Máy móc thì nguyên zin. Đó, S770 thì với giá là 16 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị nhé, không bao ship và bảo hành 1 tháng thì là 15 triệu 500. Đó. Và em S950 thì với giá là 14 triệu. Đó. Bao ship toàn quốc cho quý anh chị nhé. Đó. Rồi. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết hai cây đàn để cho quý anh chị cùng quan sát chiêm ngưỡng tất cả các chức năng. Em đã test cực kỳ kỹ, hoạt động hoàn hảo, phím trắng. Đó. Đẹp xuất sắc luôn, không có điểm chê. Đó. Cận cảnh chi tiết S770 này. Đó. Đẹp. Đó. S950 này, các góc cạnh đẹp nha. Đó. Đàn dùng giữ gìn rất là ok. Đã được cài bộ sim 950 thì cài bộ sim PSM V4 này. Đó. 770 thì đã được cài tuấn định 2024. Đấy, kèm bộ Digi Quang Tuấn VIP nhất 2024 cho quý anh chị, hỗ trợ update 2025 nhá. Sau khi bên mình làm xong thì có hỗ trợ update cho quý anh chị. Đó. Quý anh chị có nhu cầu mua bán hai em này thì xin liên hệ với bên em qua số hotline 0931 269 333. Nhà cổ Tinh Phúc xin trân trọng cảm ơn.